Đại ca, có hai chiếc lết xịt. Khách muốn wrap màu xanh lá tiết wrap, mã màu HM16HD. Mà khách muốn phối chi tiết đen bóng thêm cho khách. Ok, nói anh em chuẩn bị đi, lát nữa anh vô. Sống trên đời, điều quan trọng nhất lại là được sống với đam mê của mình. Đây bị chày mấy nè em. Để em nói nó lại với bạn xử lý. Như câu nói, đuổi theo đam mê, thành công sẽ đuổi theo bạn. Mai cho mấy bạn xử lý lại chỗ chày này nha em. Dạ, ok em. Đam mê là thứ mà bạn yêu thích, say mê. Có thể dành tất cả mọi thứ để hướng đến nó. Còn thành công là kết quả của viên mãn mà bạn hướng tới khi làm một điều gì đó. Giữa đam mê và thành công có một mối liên hệ đặc biệt. Cách ngang rồi cái cây dưới làm sao nữa. Dám theo đuổi đam mê của mình, sống hết mình với nó, thì khoảng cách đến thành công là không xa. Và thậm chí thành công sẽ đuổi theo chính bạn. À dạ, lấy máy sấy đây à dạ ơi. Thật vậy, khi bạn sống với đam mê, bạn đầu tư hết sức lực, thời gian, hoài bão, khát vọng của mình vào việc mình yêu thích. Tự khắc đam mê sẽ cho bạn những cơ hội mà bạn không ngờ. Đó, kéo căng lên. Sờ sờ cái tay vô mà. Hít ở dưới đây lên nè. Miếng này lột bỏ đi, miếng này giữ được đâu. Bây giờ làm sao mình liền dưới đây luôn hay làm sao? Quan trọng là trên trước đây còn ở dưới liền được, liền không liền được thì xối cái đường nhỏ cũng được không? Hơn thế, có đam mê, không ai khác, chính bạn là người thực sự biết được những khó khăn, thuận lợi về việc bạn đang làm. Từ đó mà bạn sẽ biết vượt qua những khó khăn, trở ngại. Đam mê còn chính là người dẫn đường cho bạn để bạn chinh phục những đỉnh cao của cuộc đời.